khi mà Nhi ngồi trên ghế nhà trường thì Nhi đã bắt đầu lo nghĩ rồi, sau này mình sẽ làm nghề gì. Bạn bè đồng trang lứa với em thì họ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, để cà phê cùng bạn bè. Em đã trưởng thành hơn các bạn, em đã có công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên, thì em đã là khoa học. Hãy kể tên 5 người nổi tiếng quê ở Nghệ An. Hương Tràm, em, Đào Thị Hà, Bác Hồ, Phan Bội Châu.